giới cần thông báo tin vui, chuyện Jennie bị Jimmy chỉ trích, chuyện gì đây? Trong khi đang có màn đối chất với anti-fan, The Weeknd bất ngờ tiện tay thông báo sẽ ra nhạc mới cùng Jennie. Trong diễn biến sau đó, Jimin BTS dù không liên quan nhưng bất ngờ bị chỉ trích. Vừa qua, The Weeknd khiến mạng xã hội dậy sóng khi giữa đêm bất ngờ đáp trả những lời chỉ trích của một số tài khoản anti-fan trên nền tảng Twitter. Thậm chí, đây chỉ là những tài khoản ảo không được định danh, chỉ có vài người theo dõi. Những tài khoản này đã dùng lời lẽ bình phẩm khiếm nhã với Jennie, Blackpink, The Weeknd cũng như toàn bộ đoàn phim The Idol. Sau một hồi tuyên bố qua lại, The Weeknd bất ngờ tuyên bố sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc hợp tác với Jennie trong phim The Idol vào cuối tuần này. Dù là một tin khá vui, thế nhưng cách thông báo lạ lùng của The Weeknd khiến sản phẩm âm nhạc này không còn được chú ý đến nhiều. Thay vào đó, công chúng chỉ còn quan tâm đến màn cãi nhau qua lại giữa ngôi sao đình đám và những tài khoản ảo. Nhiều người chê trách hành động này của The Weeknd là khá thiếu suy nghĩ. Đáng nói, sau cuộc tranh cãi, Jimin nhóm BTS bất ngờ là người bị réo tên chỉ trích. Vì trong số những tài khoản kể trên, có một tài khoản lấy tên và để hình đại diện của nam thần tượng. Cư dân mạng cho rằng chính fan của Jimin đã miệt thị Jennie. Tuy nhiên, người hâm mộ Jimin nhanh chóng phát hiện, vốn dĩ ban đầu tài khoản này không để tên Jimin mà là tên của V. Và hình đại diện ảnh nền cũng đều là ảnh của V. Sau khi được The Weeknd phản hồi thì tài khoản này đã vội vã đổi tên thành Jimin, khiến nhiều người cho rằng đây là hành động nhằm khiến Jimin bị chỉ trích. Thực chất, đây là một tài khoản của V, Jungkook nhưng lại bị anti-fan của Jimin từng nhiều lần dùng lời lẽ xúc phạm Jimin. Có thể thấy người này cố tình khiến Jimin bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tài khoản này cũng bị phát hiện từng đăng bài ủng hộ Rose Blackpink. Vụ việc sau đó khiến fan của BTS và Blackpink tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng đây chỉ là chiêu trò của The Weeknd nhằm thu hút sự chú ý cho phim The Idol. Bởi thông thường, người nổi tiếng rất hiếm khi bỏ thời gian phản bác lại những tài khoản vô danh cố tình dùng lời lẽ kích động trên mạng xã hội. Với Variety, trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 20 tháng 6 giờ địa phương, The Weeknd giải thích rằng một trong những mục tiêu của anh khi thực hiện The Idol là mang đến cho mọi người một góc nhìn khác về sự nổi tiếng. Sau buổi ra mắt ngày 4 tháng 6 của chương trình, The Weeknd đã bị chỉ trích vì màn trình diễn tệ một cách hài hước của anh, trong khi đó Variety mô tả kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên là không tồn tại. Ngôi sao và vai Tarot, chùm hộp đêm, tay chơi bí ẩn có quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc, giải thích về vai diễn, nam ca sĩ khẳng định sự ghê tởm của khán giả là chủ đích mà nhà sản xuất và đạo diễn hướng đến. Với The Weeknd, nhân vật đúng là kẻ thất bại. Anh ta thật đáng khinh, một kẻ tâm thần, không có gì thực sự bí ẩn với anh ta. Ekip cố tình tạo vẻ ngoài, trang phục, mái tóc để khiến anh ta trông bí ẩn. Nhưng thực chất, Tarot chỉ là gã khốn, nam ca sĩ chia sẻ thêm. The Idol chính thức lên sóng đã ngay lập tức khiến The Weeknd vấp phải tranh cãi vì những phân cảnh nhạy cảm được cho là quá kinh hoàng với nữ chính. Khán giả chỉ trích nam ca sĩ biến thái và tuyên bố quay lưng với anh bởi bộ phim vốn được The Weeknd lên ý tưởng và đích thân sản xuất. Các khán giả phương Tây vốn được xem là những người thoải mái hơn hiện cũng quay lưng chỉ trích bộ phim thậm tệ. Đáng nói điều này khiến Jennie cũng bị réo tên chỉ trích vì vốn dĩ người hâm mộ của nữ ca sĩ luôn đưa lý do bộ phim phù hợp với khán giả phương Tây, còn khán giả châu Á đang quá khắt khe và bảo thủ. Thực chất, bộ phim bị chỉ trích vì nội dung không có ý nghĩa. Ngay từ khi The Idol ra mắt, London Evening Standard nhận định bộ phim không có yếu tố quyến rũ hay nghệ thuật, thay vào đó giống phim nhếch nhác. Giới chuyên môn và khán giả về tác phẩm này chỉ được xếp hạng X.